Một khi mất thân người, vãng kiếp không được lại. Hòa thượng Tuyên Hóa. Khi các thai nhi bị phá thai, chúng mất thân người. Ngày nay, số thai nhi chết do phá thai vượt quá số người đang sống. Hỏi: theo Phật giáo, khó có được thân người, và một khi chúng ta mất thân này, chúng ta không thể trở lại thân người trong nhiều vạn kiếp. Như vậy, tại sao dân số thế giới hiện nay đang gia tăng nhanh chóng thế? Có vẻ như là số người sinh ra nhiều hơn số người chết. Phật giáo giải thích điều này như thế nào? Mặc dù mức sinh sản hiện nay cao, nhưng làm sao quý vị biết được là số người chết không cao hơn số người đang sống? Con số này không thể tính hay chứng minh chính xác bằng khoa học được, chỉ diễn tả bằng một sự so sánh. Khi Đức Phật còn tại thế, có một lần Ngài bốc một nắm cát và nói: số người có được thân người giống như số cát trong bàn tay ta, còn số người mất thân người thì giống như cát trên trái đất. Số người sống trên trái đất dường như vô số vô hạn. Tuy nhiên, làm sao quý vị biết được số người mất thân người lại không vô số lần nhiều hơn? Số người chết trong quá khứ thì ít hơn ngày nay. Hiện nay khó mà ước lượng con số chết vì cuồng phong, hỏa hoạn, tai nạn xe cộ, máy bay rớt, chiến tranh và các vụ nổ nguyên tử. Thêm nữa, rất có thể là những người này mất thân người, họ sẽ không được đầu thai làm người. Họ có thể tái sanh thành kiến, muỗi hay dã thú. Làm sao chúng ta có thể chứng minh những con số này một cách khoa học? Sau khi cha mẹ cho một đứa bé chào đời, làm sao đứa bé đột nhiên lại có ý thức và cảm giác? Những câu hỏi căn bản như thế này, người bình thường không để ý và không nghiên cứu để tìm câu trả lời. Mặc dù có sự gia tăng rất lớn về dân số hiện nay, nhưng những chúng sinh mất thân người còn nhiều hơn trước đây. Trong quá khứ, không có quá nhiều kiến, muỗi, bọ và muỗi. Làm sao quý vị biết là những sinh vật sinh ra từ ẩm ướt biến hóa hay từ trứng này không từng là người trong tiền kiếp quá sinh ra ư? Sau khi một người bị mất thân người, linh tánh bị phân hóa giảm đi, linh hồn của một người có thể biến thành nhiều loại động vật, ngay cả có thể thành 84.000 con muỗi. Vì trí tuệ của người này bị phân chia ra trong nhiều thân, kết quả là chúng trở thành dốt nát gàn dở. Nếu người ấy có muốn trở lại thân người, người ấy cần phải như đưa vào trong nhà máy hóa học, luyện lại từ đầu, và tiến trình này có thể cần thời gian rất dài. Còn một điểm nữa, mỗi lần một người kết hôn thì linh hồn của người ấy bị chia ra thêm một phần hay nhiều phần. Thí dụ, một người phụ nữ từng kết hôn với bao nhiêu người đàn ông thì khi chết, linh hồn của người phụ nữ đó cũng sẽ bị cưa ra bấy nhiêu phần cho những người đàn ông đó. Nếu người đàn ông lấy nhiều vợ thì quả báo cũng như vậy. Một vấn đề lớn nữa là phá thai. Khi các bào thai bị phá, chúng sẽ mất cơ hội làm người. Ngày nay, số thai nhi chết do phá thai vượt quá số người đang sống. Đối với chúng sinh vô tình, họ có thể khôi phục lại linh tánh của họ không? Có thể được, nếu họ gặp được người có khả năng nói pháp cho họ. Như trường hợp khi đại sư Đạo Sanh thuyết pháp, đá cũng gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, chỉ khi nào những chúng sinh vô tình này gặp bậc thánh nhân hay vị A-la-hán thì mới có được cơ duyên như vậy. Thành tâm niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng Vương có thể siêu độ nghiệp chướng. Hòa thượng Tuyên Hóa, vạn Phật Thánh Thành. Có một phần công sức thì sẽ được một phần kết quả tương ứng. Khi Địa Tạng Vương Bồ Tát biết quý vị thành tâm niệm danh hiệu Ngài, Ngài sẽ giúp siêu độ nghiệp chướng của quý vị. Có câu trực tâm là đạo tràng.
Cho nên bất luận quý vị là người xuất gia hay là tại gia, trong bất cứ hoàn cảnh nào đều phải thành thật và ngay thẳng. Không được nói dối, không làm những việc mạo hiểm cầu may, cũng không đầu cơ hoặc không được a dua nịnh bợ. Trong bất cứ hoàn cảnh nào phải dùng tâm chân thật, không dùng tâm cầu cạnh xu nịnh. Để có tâm chân thật có nghĩa là phải tu hành và đừng bao giờ làm trở ngại hay chướng ngại người khác. Nếu chúng ta làm hại hay chướng ngại người khác là tự tạo nghiệp. Chúng ta tạo nghiệp thì phải chịu quả báo xấu. Khi quả báo của chúng ta đến, nếu chúng ta không sám hối mà lại cứ tiếp tục lừa dối người càng nhiều thêm, thì chúng ta lại sẽ tạo ra thêm nhiều nghiệp xấu, khó mà tiêu trừ được. Lần này, năm 1982, khi tôi đến châu Á, tôi có gặp một người phụ nữ là cô họ Dương ở Penang. Trong tiền kiếp, cô thích ăn bàn tay gấu và ốc khỉ. Cô đập đầu khỉ nứt ra để ăn ốc khỉ. Cô cũng chặt bàn tay gấu chiên lên để ăn. Vì những nghiệp chướng trong quá khứ này, kiếp này cô bị đọa sanh ra làm người phụ nữ. Tuy nhiên, thay vì sửa chữa lỗi lầm và bắt đầu cuộc đời mới, cô vẫn tiếp tục tạo nghiệp xấu. Cô đã giết 2 nhân mạng bằng cách phá thai 2 lần. 2 vong linh thai nhi bị phá thai này cùng chiêu gọi những con ma là các chúng sinh mà cô đã làm hại trong những tiền kiếp. Vì thế, cô bị ung thư. Trong thời gian tôi viếng thăm Penang, người phụ nữ trẻ này đã phát đại tâm sám hối và bệnh ung thư của cô đã thuyên giảm. Tiếc thay, 2 tuần sau, cô lại quay trở lại tình xưa, kết lại tơ tình với người bạn trai và lại còn làm những hành vi không phù hợp Phật Pháp. Sau đó một thời gian ngắn, bệnh ung thư của cô tái phát. Cô bị bệnh là do nghiệp chướng của cô gây ra. Nếu cô thật tâm sám hối về những lỗi lầm trong quá khứ và sửa đổi lại, thì cô đã có một phần vạn cơ hội để khỏi bệnh. Nếu không, không có thuốc nào có thể chữa, và ngay cả Phật và Bồ Tát cũng chẳng cứu được cô. Có câu nói rằng, tội từ tâm khởi đem tâm sám. Nếu chúng ta không sám hối và sửa đổi với tâm chân thành, thì nghiệp chướng của chúng ta sẽ quay trở lại. Trong trường hợp của cô họ Dương, vì cô không thành tâm sám hối và sửa đổi, nên bệnh ung thư của cô lại tái phát. Đáng lẽ cô phải viết thư cho tôi khi bệnh cô tái phát. Nếu cô ấy nói thật với tôi, có lẽ lúc đó còn có thể làm được cái gì đó. Thay vì làm như vậy, cô đã nói dối với tôi và nói với tôi là cô sắp sang Mỹ. Trước khi tôi rời Mã Lai, tôi có bảo cô rằng sau khi khỏe mạnh hơn và nếu có khả năng mua vé máy bay thì cô có thể đến Mỹ và xuất gia để tu hành. Nói cách khác, đáng lẽ cô phải sang Mỹ sau khi cô được chữa khỏi bệnh. Nhưng người phụ nữ trẻ này chỉ sang Mỹ sau khi bệnh ung thư tái phát. Cô đến để chết ở vạn Phật Thánh Thành. Chỉ đến lúc khi bệnh của cô đã quá tầm tay của y khoa thì cô mới lên máy bay một cách rất khó khăn và đến Mỹ vào ngày 24 tháng trước. Với loại xảo quyệt này, bệnh của cô càng khó chữa lành. Vì hành vi của cô là hoàn toàn giả dối, không thành thật và thủ đoạn. Do vậy, bệnh của cô càng không còn cách trị, ngay cả Phật và Bồ Tát cũng không cứu nổi cô. Bây giờ cô đang ở trong bệnh viện, cơ hội sống chỉ còn 0,5 phần vạn. Tối nay, chúng ta hãy thành tâm hồi hướng công đức cho cô, mong rằng cô sẽ bình phục. Mặc dù cô lừa dối tôi, lừa dối nơi đạo tràng này, tức cũng có nghĩa là lừa dối mọi người ở đây, nhưng tất cả chúng ta đều có lòng từ bi. Cô ta từ nơi rất xa đến đây, hy vọng cô có thể được cứu sống khỏi tay tử thần. Nếu còn có thể cứu cô ta được, chúng ta nên cố gắng hết sức. Nếu không thể cứu cô ta, chúng ta cũng đã tận lực tận tâm rồi.
chúng ta thành tâm giúp cô tiêu trừ những nghiệp chướng của cô. Quý vị hãy theo tiếng mõ niệm hồng danh Bồ Tát Địa Tạng Vương cho cô ta. Trong lúc chúng ta niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng Vương, những nghiệp chướng của cô đáng lẽ phải được tiêu trừ. Tuy nhiên, khi nghiệp quá khứ của cô được tiêu trừ, thì nghiệp mới tích tụ lại cũng nhanh như vậy. Thật ra, chúng ta đang giúp cô ta tiêu trừ những nghiệp chướng vô tận. Nhưng khổ thay, nghiệp chướng khác của cô cũng sanh ra vô tận vô biên. Tôi nghĩ nếu chúng ta muốn cứu người này, chúng ta cần bắt đầu đã thức địa tạng vào ngày mai. Hãy thành tâm niệm danh hiệu Bồ Tát và hồi hướng công đức cho cô, hy vọng cô sẽ bình phục. Khi chúng ta giúp người khác với lòng thành khẩn, thì chư Phật và Bồ Tát nhất định cũng sẽ giúp chúng ta. Hôm nay, chúng ta cùng phát tâm để hồi hướng công đức cho người phụ nữ trẻ này. Có phải thân nhân của cô ta yêu cầu chúng ta làm công việc này không? Không, họ không có yêu cầu. Tuy nhiên, dù là họ không biết, chúng ta vẫn hồi hướng công đức cho cô. Là Phật tử, chúng ta không cần được thỉnh cầu mới giúp đỡ người khác. Chúng ta cảm thấy thương xót người phụ nữ trẻ này và cố hết sức mình để giúp cô ta. Chúng ta nương tựa vào oai lực của Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Địa Tạng Vương. Nếu cô ta tỉnh lại thì thật là tốt. Nếu không, đó chỉ vì nghiệp chướng của cô quá nặng. Dẫu sao đi nữa, chúng ta hãy cố gắng hết sức mình. Tất cả chúng ta nên nỗ lực làm việc. Hiện nay càng ngày càng có nhiều tai họa trên thế giới, trong khi đó càng ngày càng ít người tu đạo Bồ Đề. Thêm nữa, càng ngày càng có nhiều người phá giới. Tại sao thế giới ngày càng trở nên tệ hại? Chúng ta hãy nghiên cứu câu hỏi căn bản này. Nguyên nhân của vấn đề này là con người không giữ năm giới, đặc biệt là giới không tà dâm. Đàn ông và đàn bà đều nghĩ sai lầm rằng thỏa mãn ham muốn tình dục là một loại khoái lạc. Như có câu nói là quay lưng với giác ngộ, phối hợp với bụi trần, bội giác hợp trần, và nhận kẻ giặc làm con. Họ cho đau khổ là khoái lạc, nhận đen là trắng và cho sai là đúng, điên điên đảo đảo, làm càng làm bậy. Thêm vào đó, thay vì biết giữ gìn tinh lực quý giá, những người nam nữ mỗi ngày làm những việc mà cuối cùng chỉ là thương tổn chính họ. Đàn ông không biết cư xử như người đàn ông chính trực, phụ nữ không biết cư xử như người phụ nữ chính chuyên. Những điều họ biết chỉ là làm cách nào để thỏa mãn ham muốn dục dục của họ. Ngày nay, nam nữ sinh viên, nhất là những người trong những đại học nổi tiếng, họ sống chung và tham gia những hành vi chung chạ. Những hành động này đưa đến những sự mang thai ngoài ý muốn. Để tránh những sự mang thai ngoài ý muốn này, các phương tiện ngừa thai được phát minh. Nhiều người nghĩ rằng dùng phương tiện ngừa thai tốt hơn là đối phó với những khó khăn do những sự có thai ngoài ý muốn. Thật ra, dùng biện pháp ngừa thai là không đúng, vì nó ngược lại những chức năng sinh lý tự nhiên của tạo hóa, và đó cũng là một loại nghiệp chướng. Thêm vào đó, những người phát minh ra những phương pháp ngừa thai cuối cùng đã gây tác hại cho nhiều thanh niên nam nữ, vì những người trẻ sẽ dễ dàng tham gia hành vi tà dâm hơn khi nghĩ rằng họ không phải lo lắng về chuyện có thể mang thai. Ngoài phương pháp ngừa thai, nam nữ còn dùng sự phá thai để đương đầu với những bào thai ngoài ý muốn do những hành vi đồi trụy của họ. Bằng cách phá thai, họ tạo ra một tội nặng nề hơn, tội sát sanh. Nói cho rõ, trong khi dùng biện pháp ngừa thai là một hành động sát sanh gián tiếp, thì phá thai là hành vi sát sanh trực tiếp. Tất cả những việc sát sanh này làm gia tăng lòng oán hận trên thế gian.
những năng lực xấu này cứ chồng chất, kết quả là có những bệnh lạ. Khi quý vị nghiên cứu sâu xa hơn, quý vị sẽ thấy rằng nếu người nam, người nữ không hoang đàm, biết giữ luân lý thì đã chẳng xảy ra quá nhiều những bệnh tật lạ với những triệu chứng khác thường không giải thích được và không chữa được. Bây giờ ngoài ung thư còn có những bệnh khác cũng khó chữa hoặc không thể chữa được. Những vấn đề này đều bắt nguồn từ phạm giới về tà dâm, rồi thì giới sát sinh. Những hành động không chính đáng này sẽ kéo theo sự phạm giới ăn cắp, nói dối và dùng chất say. Năm giới luật này là những luật lệ quan trọng nhất trong đời sống chúng ta. Vì thế, mọi người phải giữ năm giới. Thuở xưa, khi vị chuyển luân thánh vương còn ở trên thế gian để giáo hóa chúng sanh, mọi người đều giữ năm giới, tuân theo và thực hành 10 điều thiện, thập thiện và ăn chay. Vào thời đó, không có thiên tai và mọi người được hưởng rất nhiều phước báo, nhiều người có thần thông và mở ngũ nhãn. Trái lại ngày nay, tiêu chuẩn đạo đức ngày càng suy đồi. Sự suy đồi trong phẩm cách con người cũng làm cho cả thế giới suy đồi. Quý vị có muốn biết tại sao có quá nhiều người bị ung thư không? Tình trạng này là do nghiệp sát sanh tạo ra. Quý vị hãy suy nghĩ về việc này. Qua sự phá thai, quý vị đã tận diệt những mạng sống ngay trước khi chúng có cơ hội chào đời. Trong hoàn cảnh này, sự oán giận của những bào thai không được sinh ra thì không thật là kinh khủng hay sao? Nói tóm lại, thế giới và con người càng ngày càng tệ hại hơn, tất cả chỉ vì nghiệp sát sinh. Mọi người tại vạn Phật Thánh Thành đều biết nhân quả báo ứng tuần hoàn, nên chúng ta hãy làm giảm nghiệp xấu trên thế giới. Như vậy, thế giới sẽ không có nhiều thiên tai, giúp nhân loại bớt đi một chút đau khổ và bệnh tật của nhân loại cũng bớt đi một chút. Chúng ta hãy cùng nhau giúp cô Hỏi Dương xem như đây là một cơ hội để nỗ lực và thành tâm niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng Vương. Niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng Vương có thể giúp giảm nghiệp xấu của chúng sinh và để cho những kẻ thù, thân nhân và những chủ nợ của họ từ vô lượng kiếp về trước được sinh về Tây Phương Cực Lạc. Lần tụng niệm này cũng sẽ giúp tất cả kẻ thù, thân nhân và chủ nợ của chúng ta được sinh về Tây Phương Cực Lạc. Hãy nhân cơ hội này để niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát với sự nỗ lực và thành tâm. Khi chúng ta giúp những người đang bệnh hay đang đau khổ, chúng ta cũng đang độ cho cha mẹ, tổ tiên, kẻ thù, thân nhân và chủ nợ của chúng ta trong những đời quá khứ, để giúp họ lìa khổ được vui và liễu sanh thoát tử. Có một phần công sức thì sẽ được một phần kết quả tương ứng. Quý vị niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát với sự nỗ lực và thành tâm, Ngài sẽ cảm động. Biết rằng quý vị đang niệm danh hiệu Ngài với lòng thành khẩn như vậy, Bồ Tát Địa Tạng Vương sẽ siêu độ tất cả nghiệp chướng của quý vị. Ngài cũng giúp quý vị tu đạo Bồ Đề, tiến bộ trên đường đạo này mà không bị ma chướng, sớm tiêu trừ các nghiệp chướng, mau xa lìa đau khổ và vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Đó là lý do chính để chúng ta tham dự Thất Địa Tạng. Vì thế, mọi người hãy chân thật và thành tâm để siêu độ cha mẹ, tổ tiên, kẻ thù, thân quyến và chủ nợ của chúng ta trong những kiếp trước. Hãy để cho họ dùng cơ hội này để lìa khổ được vui, đừng để thời gian trôi qua vô ích. Ban biên tập: dù cô Hỏi Dương đã tạo nhiều nghiệp xấu trong quá khứ, cô đã phát đại tâm sám hối tại Penang. Trước đại chúng hơn 2.000 người, cô thành thật nói về những hành vi không tốt đẹp của cô
và cầu xin sự gia hộ từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát và của Hòa Thượng khi cô quyết tâm sám hối và thay đổi. Khi ấy, bệnh ung thư của cô được thuyên giảm. Tuy nhiên, cô trở lại thói quen cũ sau khi phát tâm sám hối và dùng phương tiện gian dối để đến vạn Phật Thánh Thành. Vì cô làm thêm nhiều nghiệp chướng nên khó mà tránh được nghiệp quả không lành. Vì thế, mặc dù bốn chúng đệ tử tại vạn Phật Thánh Thành đã vì cô mà tổ chức hai thất địa tạng và nhiều bác sĩ đã cố gắng để cứu cô, nhưng cô đã mất vài tuần sau đó. Chúng ta có thể nói rằng cô họ Dương đã hiện thân thuyết pháp, và hãy xem đây là sự cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Phản ảnh của đệ tử. Trên đời này không có gì mà không giải quyết được, thế nên không bao giờ chọn phá thai. Một khi sinh mạng bị đánh mất rồi thì chẳng bao giờ tìm lại được nữa. Về việc phá thai, sư cô Hằng Vân trả lời các câu hỏi. Kinh Lăng Nghiêm nói: do lòng ưa thích lưu chuyển thành chủng tử, do giao cấu phát sanh hấp dẫn nghiệp tương đồng, một khi thụ thai tức có sanh mạng. Hỏi: nếu như người mẹ đang mang thai, sau khi soi siêu âm phát hiện thai nhi trong bụng có tật bẩm sinh như bị chứng bệnh chậm phát triển, đau, hội chứng đau chẳng hạn, xin hỏi có thể vì thế mà phá thai hay không? Đáp: phá thai nằm trong giới sát, thuộc về sát thai nên vẫn là phạm tội sát nhân. Trên căn bản, nếu như là sảy thai tự nhiên hoặc là thai chết trong bụng thì đó là do sinh mạng của thai nhi tự nhiên kết thúc, cho nên không kể phạm giới sát. Tuy nhiên, nếu như cố ý làm việc phá thai, đây tức là phạm giới sát. Hỏi: nhưng nếu cha mẹ nuôi nấng đứa con tàn tật bẩm sinh này thì chẳng phải là họ phải cực khổ suốt một đời hay sao? Đáp: dĩ nhiên là cực khổ lắm, nhưng điều này là do có nhân duyên quả báo bên trong. Vì khi đứa con có khuyết tật đến đầu thai là do có duyên với cha mẹ. Có câu: vợ chồng là do tiền duyên, thiện duyên, ác duyên, không duyên thì chẳng gặp. Con cái giống do nợ túc căn đời trước, thiếu nợ, trả nợ, không nợ thì chẳng đến. Con đến đầu thai phải có ba duyên thành thai là duyên cha, duyên mẹ và duyên của chính đứa bé. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, có loài sanh ra do đồng nghiệp ràng buộc lẫn nhau như thai sanh, noãn sanh. Có loài sanh ra do kết hợp ẩm thấp với hơi nóng, thấp sanh. Có loài sanh ra bằng cách lìa bỏ thân này và hóa hiện ra thân khác, hóa sanh. Thân trung ấm thấy tia sáng từ lửa dục của cha mẹ thì sinh hình sắc, thấy sáng thì khởi thành dục tưởng. Thấy khác thì ghét nhau, cùng tưởng thì thích ái nhau. Do lòng ái dục lưu chuyển vào tinh cha huyết mẹ nên thành chủng tử thọ sanh. Do cha mẹ thâu nạp niệm tưởng ái dục của con nên kết thành bào thai. Do có nhân duyên thai bào phát triển qua các giai đoạn Yết La Lam, Ác Bồ Đàm, vân vân. Gọi là đồng nghiệp là nghiệp của đứa bé và nghiệp của cha mẹ có cùng nhân duyên. Do đồng nghiệp nên sanh ra một thứ tình thương lẫn nhau, tức như keo và sơn quyện dính vào nhau. Do đó mà có những chúng sanh sinh ra từ thai, từ trứng, từ sự chuyển hóa, từ ẩm ướt. Con người khi đến làm người thì thức thứ 8 đến trước tiên, lúc chết thì thức thứ 8 rời đi sau chót. Thần thức vừa rời đi
thân thể liền lạnh. Nếu thức chưa đi, thân thể vẫn chưa lạnh. Cho nên nói, đi sau đến trước làm chủ nhân. Con người từ sau khi chết cho đến lúc đầu thai thân mới, thì trong khoảng thời gian này, thức thứ 8 được gọi là thân trung ấm, hay còn gọi là thân trung hữu. Thân trung ấm nhìn mọi vật đều thấy một màn tối đen, cái gì cũng chẳng nhìn thấy. Nhưng thân này có duyên với người cha, người mẹ nào, hoặc quan hệ cha con, mẹ con, tức là có cùng một loại nghiệp báo tương đồng. Lúc đó, dù cách xa ngàn muôn dặm, nhưng khi cha mẹ chăn gối ăn nằm, thân trung ấm sẽ thấy một tia sáng nhỏ. Sự vô minh của nó liền dấy động. Lúc này, liền có một luồng sức hút như nam châm hút sắt, không kể khoảng cách xa đến đâu, đều có thể hút nó tới để đến đầu thai. Đây gọi là do lưu giữ lòng ái dục nên thành chủng tử, do giao cấu phát sanh hấp dẫn nghiệp tương đồng. Sau khi thụ thai thì tuần thứ nhất được gọi là Yết La Lam, nghĩa là khối đặc trơn đục như sữa. Tuần thứ hai gọi là Ác Bồ Đàm, tức là do khối đặc trơn biến thành hình thai. Về sau thì phát triển dần thành thân hình vậy. Trong Pháp 12 nhân duyên nói rõ vô minh duyên hành. Vô minh tức là người nam, người nữ sanh ra một thứ tình ý yêu thương, sau đó mới có chuyện phòng the. Hành duyên thức, có hành vi của hai tính phái, theo đó thì có một thứ thức. Đây tức là nạp tưởng di thai, cái thức này. Trong lúc này, thân trung ấm đầu thai, cũng tức là nói lúc này đã có sinh mạng rồi. Cho nên, giữa con cái và cha mẹ đều có một thứ nhân duyên đặc thù. Dầu cho con cái có mang chứng bệnh dị tật gì, cũng đều có một nghiệp duyên đặc biệt cần phải nhận lấy. Hồi xưa không có máy dò siêu âm, nên thọ thai gì thì đều hạ sanh ra. Bây giờ có máy dò siêu âm, một khi soi rọi thấy là chứng ngu đần, liền đem phá bỏ, tưởng là đem dẹp bỏ đi cái phiền não về sau. Kỳ thật, thông thường những thứ duyên này chẳng phải là một thứ duyên lành, nhưng người làm cha mẹ phải nhận lấy bào thai đó. Nếu như cha mẹ chẳng cảm thông cho nó, lại đem nó giết đi, điều này sẽ càng làm tăng duyên ác với nhau. Trong quan hệ ác duyên này, không chừng trong đời sau nữa thì lại càng ghê gớm hơn. Như Kinh Lăng Nghiêm đã nêu trong thập nhị loại sanh, có một loại chúng sanh gọi là phi vô tưởng. Loại chúng sanh này chẳng phải là không có tư tưởng, mà là tư tưởng bất bình thường. Tỷ như một loài chim cú, sau khi sanh ra thì sẽ ăn thịt chim mẹ, lấy máu thịt của mẹ để nuôi thân mình. Khoa học cũng phát hiện ra một loài bọ hung ăn thịt mẹ nó. Vì sao nó phải ăn thịt mẹ? Bởi vì trong đời quá khứ, họ có mối oán thù rất sâu. Chẳng hạn có trường hợp lấy thù báo ân, như trong quá khứ, con là ân nhân của mẹ mà mẹ không biết, đã dùng đủ mọi cách làm con chết, để con chết không nhắm mắt mà lại chẳng có cách tố oán. Cho nên trong đời này, nó sanh làm con của mẹ nó để ăn thịt mẹ nó. Đại khái là như thế, bên trong đó đều có một thứ nhân duyên quả báo. Tuy nhiên, người thế gian chẳng hiểu rõ nhân quả. Cho nên khi nghĩ là bào thai có vấn đề, thì cho rằng có thể phá bỏ là xong chuyện. Điều này có thể nói là trải sương lên tuyết, oán thù càng sâu thêm. Trên căn bản, một cái bào thai như thế không nên phá bỏ, mà phải giữ cái bào thai để trả cho hết nghiệp duyên xưa. Hỏi, nếu một cô gái bị cưỡng hiếp có thai, có thể được phá thai hay không? Đáp, tình trạng này khiến người ta rất là thương xót. Nhưng mà
nếu như vì thế mà đi phá thai thì đây là giết hại một sanh mạng. Cho nên ở trong tình huống bất hạnh như vậy, vẫn nên để đứa trẻ ra đời mà không phá thai. Tuy nhiên, suốt cuộc đời người con gái này có thể phải chịu nhiều đau khổ, nhưng từ góc độ nhân quả mà nói, đây là cách làm tương đối ổn thỏa hơn. Phá thai trong xã hội hiện nay là một sự lạm dụng bừa bãi. Tôi kể một câu chuyện có thật để quý vị lấy làm cảnh giác. Có một vị cư sĩ kể lại, lúc bà mẹ của ông sắp giảng sanh trước đó một khoảng thời gian, thì các hành vi của bà biến thành giống như là có ba con người. Một chốc đổi thành như một bé trai, một lát lại biến thành một em bé gái, một hồi nữa thì trở lại hình dáng người thật của bà. Lúc biến thành bé gái, bà còn biết theo ông cư sĩ ấy nhõng nhẽo. Nguyên là bà mẹ của ông ấy trong quá khứ đã từng phá thai hai lần, một lần thai nam, một lần thai nữ. Bây giờ mấy thai này đến tìm mẹ, gá vào thân người mẹ. Cho nên trên đời này, mọi người đều chỉ nhìn thấy được một bề mặt của cái quả, mà lại không thấy một bề mặt khác của cái nhân. Chúng ta thử ngẫm nghĩ xem, con cái sau khi sanh ra đời đều là đúng ruột, được thương yêu nâng niu hết mức, được sự đùm bọc đầy đủ, không thiếu sót mảy may. Cái bào thai đó cũng là con của chính mình, nỡ lòng nào mà phá bỏ nó đi. Thế khi hủy phá đứa trẻ trong thai, thì cho dù là con cái đến do duyên thiện, cũng biến thành duyên ác, trở thành thù hận, thành ra quỷ tí hon khó hòa giải. Trong Kinh Lăng Nghiêm có đề cập đến, nếu dùng tài vật hoặc công sức lao lực bồi thường đủ, thì nợ sẽ tự chấm dứt. Nếu như giữa lúc trả nợ đó lại giết hại thân mạng hoặc ăn thịt lẫn nhau, thì như thế mãi cho đến trải qua vô số kiếp, nhiều như hạt bụi nhỏ, cứ sát hại ăn nuốt lẫn nhau. Giống như bánh xe xoay chuyển, lúc lên cao lúc xuống thấp, xoay chiều đổi thế liên tục chẳng ngưng nghỉ. Trừ khi tu Samatha hoặc đến khi Phật ra đời, nếu không sẽ chẳng thể ngơi nghỉ. Đây là nói giữa chúng sanh với nhau có nợ về phương diện tiền bạc, thì dầu là sanh thân người hoặc thân súc sanh, hoặc ở đời này hoặc đời sau, hoặc là dùng tiền vật hoặc dùng công sức lao lực, phải trả sòng phẳng cho nhau. Nợ trả đủ rồi, nghiệp báo như vậy đối với nhau đều chấm dứt. Trong sự âm thầm này, tuy là không có người chủ chốt nhất định, nhưng bởi do quan hệ nghiệp lực, không ai muốn bị thiệt thòi, cho nên tuyệt đối không nên lợi dụng lẫn nhau. Chỉ sau khi trả nợ công bằng thì tự nhiên món nợ ngưng dứt ngay. Thế nhưng nếu như là món nợ mạng sống thì sao? Lúc kết oán lẫn nhau thì hoặc đem đối phương giết hại, hoặc ăn thịt đối phương. Anh ăn thịt của tôi thì tôi sẽ giết thân mạng anh. Tôi ăn thịt anh thì anh lại sẽ giết thân tôi. Giống như bánh xe lăn mãi chẳng có lúc ngừng. Ngoại trừ được sức chánh định Lăng Nghiêm, hoặc có Phật ra đời để giải trừ tướng nghiệp tội này, chỉ đến lúc đó đôi bên đều rõ biết lẫn nhau rồi, không tạo thêm nghiệp, như thế mới chấm dứt món nợ được. Nếu không thì món nợ máu sâu như biển cả này thì rất khó mà nguôi ngoai. Thảo nào Hòa Thượng Tuyên Hóa từng bảo, ta khuyên mọi người đừng có phá thai nữa, hãy suy nghĩ mà xem, một sanh mạng chưa kịp ra đời thì đã thành hồn oan. Khắp nơi là những hồn ma nhỏ đòi mạng. Quý vị bảo xã hội sẽ yên ổn hay sao? Những hồn ma nhỏ này cần phải gặp người có đạo hạnh, không tham tài lợi mới có thể siêu độ họ được. Những hồn ma nhỏ này rất khó hòa giải, rất khó giải quyết việc này. Vì vậy, nghiệp tội tràn ngập khắp nơi,
làm sao an ổn cho được. Hỏi: một người bà con của tôi là bác sĩ phụ khoa. Nếu một sản phụ có khó khăn về kinh tế hoặc đã có con cái đông đúc vân vân, thì bác sĩ đó có thể giúp bà ấy phá thai được không? Đáp: khoảng 30 năm về trước, hồi tôi chưa xuất gia, tôi xem trên báo có một bài viết của một cô y tá. Cô ấy kể lại rằng các y tá trẻ không dám trực ca đêm tại bệnh viện nơi cô làm việc. Vì sao? Bởi vì trong phòng giải phẫu phá thai ở tầng lầu 2, và ban đêm thường hay vọng lại tiếng khóc của trẻ sơ sinh, cho nên các y tá trẻ hoảng sợ, không dám trực đêm. Nhưng do gia cảnh nên cô y tá ấy tình nguyện làm ca đêm, vì như thế có thể chăm lo gia đình cô thuận tiện hơn. Vả lại cô có can đảm hơn nên cô nhận làm y tá trực đêm. Sự việc thế nào? Dù phòng giải phẫu ở lầu 2 của bệnh viện lúc về đêm vắng người, thường hay vang vọng rõ ràng tiếng trẻ con khóc, cô cũng chẳng lấy làm lạ, cứ tiếp tục trực ca đêm của cô. Có một hôm, lúc cô sắp tan ca vào lúc sáng sớm, thì có một sản phụ sắp sửa lâm bồn đến bệnh viện. Người sản phụ trông vẻ rất lo âu. Khi cô trở lại trực đêm tối hôm đó, thì nghe biết sản phụ kia đã qua đời vì sanh khó. Không may, cha của đứa bé cũng chẳng đến bệnh viện, nên đứa bé được đặt trong phòng dưỡng nhi. Cô chẳng biết do nhân duyên gì, tự nhiên đặc biệt ân cần chăm sóc đứa bé. Có lẽ là do thương hại đứa bé bị mất mẹ. Cô chăm sóc đứa bé qua một thời gian, thì đến một hôm, khi cô đến nhận ca trực, cô y tá ban ngày bảo cô là hôm nay cha của đứa bé đã đến nhận con mang về rồi. Sau khi trẻ được bồng đi rồi, thì ngay đêm đó, khi cô y tá bất chợt ngủ gục, trong mơ màng, cô thấy bà mẹ sanh khó kia đến, nói với cô: cảm ơn cô đã giúp tôi săn sóc cho đứa bé nhiều ngày qua. Tôi thật rất cảm ơn cô. Tôi sẽ phụ giúp cô chăm sóc các em bé khác. Kể từ đêm hôm đó, khi cô đến trực ca, phòng giải phẫu lầu 2 không còn tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang vọng lại nữa. Qua câu chuyện này, quý vị bảo là các thai nhi chưa sanh ra đời chẳng có tánh linh hay sao? Chúng chỉ là một khối thịt chăng? Khối thịt cắt ra là thịt chết. Trên thân người chúng ta cũng đều có thịt. Cái gì khiến thịt trên thân chúng ta hoạt động, trở thành một phần của sinh mạng chúng ta? Bào thai bám theo khối thịt này phát triển thành linh tánh của con người thì phải làm sao? Nếu đem bào thai cắt ra khỏi cơ thể người mẹ, thì tánh linh của bào thai đi đâu? Thai nhi có thể trở thành cô hồn lang thang trong cõi giới u linh chăng? Nó phải đi tìm ai để đòi món nợ tánh mạng này đây? Có một cô con gái, vì trẻ người non dạ, thời học sinh đã từng đến một nhà thương phá thai. Bây giờ thai thì phá rồi, vết thương thân tâm tuy vậy khó mà bình phục. Vài năm sau, cô bị tai nạn xe cộ ngay ngã tư đường nơi gần bệnh viện mà cô đã phá thai lúc trước. Cho nên việc làm phá thai này đối với người mẹ và thai nhi đều bị thương tổn cả thân và tâm. Có một hôm, có vị nữ cư sĩ đưa ông chồng bác sĩ khoa phụ sản của bà đến đạo tràng. Tại sao? Vì ông bác sĩ này bị chứng bệnh ung thư, hy vọng nương vào Phật lực và Bồ Tát cứu giúp ông. Ông ấy nói với tôi rằng ông rất chú trọng sức khỏe, mỗi ngày đều vận động để gìn giữ sức khỏe, nhưng chẳng biết tại sao lại có thể bị chứng bệnh ung thư. Thật ra, trong xã hội ngày nay, với phong trào phá thai tấp nập, các bác sĩ hành nghề bác sĩ khoa phụ sản càng không thể không thận trọng. Chức trách người bác sĩ là tế thế cứu người.
phá thai cho người chính là phản ngược sự cứu người. Gieo nhân gì, hái quả nấy. Nghiệp là do hành vi chúng ta mỗi ngày gây tạo ra. Nhân là thỉnh thoảng chúng ta mới tạo ra. Gieo trồng nhân nào rồi, tương lai sẽ hái quả nấy. Như mùa xuân gieo hạt giống này gieo trồng xuống, phải đợi đến mùa thu mới có thu hoạch. Từ lúc gieo trồng đến khi hái quả, đây gọi là gieo nhân hái quả. Nghiệp này tức là từ mùa xuân đến mùa thu. Trong thời gian này, quý vị làm nhiều chuyện, tức là quý vị thường hay làm việc gì thì đây là nghiệp. Lấy thí dụ trên mà nói thì cô gái trẻ đi phá thai một lần, đây tức là nhân. Bác sĩ khoa phụ sản thường hay phá thai cho người thì đây tức là nghiệp. Cái nghiệp này quý vị thường hay làm thì có thể sẽ bị lãnh thọ quả báo bất cứ lúc nào. Làm thiện tức là thiện nghiệp, làm ác tức là ác nghiệp. Giới Bồ Tát trong Kinh Phạm Võng nói: đệ tử Phật không được tự mình giết, bảo người giết, dùng phương tiện giết, khen ngợi việc giết, thấy giết lòng vui theo. Không dùng bất kỳ phương pháp nào, ngay cả đọc chú, để giết hại. Không được tạo nhân giết hại, duyên giết hại, phương pháp giết hại, nghiệp giết hại. Cho đến hễ chúng sanh nào có mạng sống thì không được cố ý giết hại. Tự mình giết tức là tự chính mình hành động kết liễu mạng sống của kẻ khác, cũng bao gồm tự mình kết liễu mạng sống của chính mình. Bảo người giết là tự mình tuy là không giết hại nhưng bảo người hành động giết, hoặc sai người thay mình đến nơi khác để giết. Như vậy cũng giống chính mình giết chết, tội đều nặng như nhau. Tôi kể câu chuyện thật xảy ra về việc bảo người giết. Vào thập niên 80, có một vị giám đốc từ Đông Nam Á xa xôi đến Vạn Phật Thánh Thành để cầu thỉnh Hòa Thượng Tuyên Hóa cứu giúp vì thân ông mắc bệnh ung thư. Hòa Thượng đưa ông vào trong chánh điện của Vạn Phật Thánh Thành. Trước chư Phật Bồ Tát mười phương và tứ chúng phát lồ sám hối để cứu vãn nghiệp tội của ông. Ông kể, ông phạm nghiệp ác một cách thảm khốc vô nhân đạo, vì miệng ăn thịt chúng sanh như ăn ốc khỉ, chân ngỗng, vân vân. Tiếp theo, Hòa Thượng hỏi ông có từng giết người không? Ông nói, tuyệt đối không có, ngoại trừ khi tôi uống rượu say lái xe, vô ý đụng chết người mà không biết. Hòa Thượng lại hỏi, thế vợ của ông thì sao? Chao ôi, tôi nhớ ra rồi, tôi đã từng bảo bà nhà tôi phá thai. Cho nên những sinh mạng này đều đến để đòi nợ ông. Do đó, nếu có người hỏi quý vị là có nên phá thai không, thì cần phải khuyên họ chớ nên phá thai. Đừng bao giờ nói, nếu gặp khó khăn trở ngại thì đem đứa nhỏ phá bỏ đi. Nếu quý vị bảo người phá thai thì bị xem là bảo người giết. Quý vị trì giới thì có công đức của việc trì giới, phá giới thì có nghiệp tội của việc phá giới. Nói theo lý nhân quả, dù có hay không có thọ giới, nhân quả đều tồn tại. Việc giết thai là sai lầm, trên nhân quả trong âm thầm đều phải đối trả lẫn nhau. Tôi đã từng thấy giữa những bài vị siêu độ, có mười mấy bài vị thai nhi chưa ra đời, cùng có chung một bà mẹ cầu siêu cho chúng. Xem thấy khiến tâm tôi lo sợ cho bà mẹ đã mắc nợ quá nhiều sanh mạng. Con người hiện tại vô tri, chẳng biết nên tạo thành sự vô tri trong đời vị lai. Tương lai chẳng biết lại càng khiến người thêm vô tri. Giống y trái cầu tuyết
càng lăn càng lớn thêm. Hỏi: Xin phép hỏi Pháp Sư, có cái nhìn thế nào về tháng 9 là tháng phá thai? Đáp: Đây là chuyện hơn 10 năm về trước, một phóng viên truyền thông có hỏi tôi về vấn đề này. Bây giờ tôi chẳng hiểu tại sao tháng 9 là tháng phá thai. Người phóng viên truyền thông trả lời: Bởi vì học sinh nghỉ hè, cho nên có rất nhiều chuyện xảy ra giữa quan hệ trai gái. Sau khi có thai rồi, học sinh phải trở về tự trường vào tháng 9 thì đi phá thai. Vậy đó, mười mấy năm trước phong trào như thế, bây giờ càng khỏi phải nói nữa. Thật ra mọi người đều có trách nhiệm trong vấn đề này vì những lý do sau đây. Một, từ cách ăn uống mà nói, con người thì nên uống sữa người mẹ, nhưng bây giờ trẻ con đại đa số được nuôi lớn bằng sữa bò. Bò là thú, thú thì có tánh thú, người ta dùng sữa của thú để nuôi lớn con cái. Dứt sữa rồi, sau đó lại là thịt cá ê hề, đồ ăn ngọt, thức ăn chiên xào. Dùng những thứ đồ ăn thức uống như vậy để nuôi trẻ con, bầy trẻ trông thấy bề ngoài hình như cao lớn nhanh chóng, sinh lý trưởng thành mau lẹ, nhưng chẳng có cơ sở sức khỏe thực sự. Đồng thời dục niệm cũng nặng, mức độ tâm lý thành thục chín chắn không đủ theo kịp sự trưởng thành của sinh lý. 2. Lạm dụng bừa bãi mạng lưới thông tin Internet. Khi chúng ta dùng phương tiện khoa học kỹ thuật, phong trào này đưa đẩy cả thế hệ trẻ vào trong sự lạm dụng tin học truyền thông và thiếu sự che chở bảo vệ. Sự cám dỗ quá lớn mạnh nên rất khó giữ thân, và cũng chẳng biết cách giữ thân để tránh khỏi bị nhiễm hư xấu. 3. Về phương diện giáo dục mà nói, giáo dục là phải dạy người hiểu đạo lý, chẳng phải vì danh lợi. Nhưng giáo dục hiện nay thì đi ngược lại với đạo lý. Cả thế hệ trẻ chẳng thọ nhận nền giáo dục thấm nhuần đạo đức, tức giống như không có gốc rễ, cứ theo dòng nước dần dần bị cuốn trôi, mất đi căn bản làm người. Vì vậy, thức ăn làm tăng lòng dục vọng tham muốn, mạng truyền thông đưa đường dẫn lối sự ham muốn, đường lối giáo dục sai lầm lạc hướng. Học sinh tự nhiên rất dễ dàng phóng túng, hành động theo sự đòi hỏi của lòng ham muốn tình dục, nên tháng phá thai ra đời. Nếu có thể cải thiện giáo dục, ăn uống, tiết chế giảm thiểu tác dụng tiêu cực của khoa học kỹ thuật, nâng cao quan niệm đạo đức, vân vân, thì mới mong sau này hoàn toàn mất hẳn danh từ tháng phá thai. Kết luận. Có một lần tôi tham dự một cuộc hội nghị, chủ đề là sự ảnh hưởng của Phật giáo đối với xã hội. Riêng cá nhân tôi cảm thấy lấy Phật Pháp cải tạo lòng người, đây tức là sự ảnh hưởng lớn nhất. Với tư cách người xuất gia, tôi nghĩ rằng không nhất thiết tôi cần phải đi ra ngoài làm việc mới có thể làm lợi ích cho xã hội. Tốt hơn là chia sẻ quan niệm đúng đắn đến với mọi người, ảnh hưởng đến người người đều có quan niệm đúng đắn. Giống như hiện nay, chúng ta đang bàn thảo đến chuyên đề phá thai. Đây là một sự việc thật nghiêm trọng đã tồn tại trong xã hội. Nếu như người người có quan niệm đúng đắn thì sẽ cứu vớt cho rất nhiều sinh mạng. Cho nên đem lại cho mọi người tri kiến, biết và thấy đúng đắn, đây tức là một phần của sự hành trì Phật Pháp vậy.